Cơ quan cảnh sát Đan Mạch cho hay đã hủy bỏ cuộc điều tra về vụ nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream, dòng chảy phương Bắc do không có căn cứ để tiếp tục. Không có đủ căn cứ để theo đuổi vụ án hình sự ở Đan Mạch, nên cảnh sát đã quyết định kết thúc cuộc điều tra về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, dòng chảy phương Bắc. Cơ quan cảnh sát Đan Mạch cho hay. Đại diện cảnh sát Đan Mạch lưu ý, dựa trên thông tin từ cuộc điều tra, có hành vi cố ý phá hoại đường ống Nord Stream. Hôm 7 tháng 2, cơ quan công tố Thụy Điển thông báo lực lượng chức năng nước này sẽ khép lại quá trình điều tra về vụ nổ, đồng thời chuyển giao bằng chứng thu thập được cho các nhà chức trách. Nguyên nhân là vì phía Thụy Điển cho rằng không có gì cho thấy công dân nước này có liên quan tới vụ việc vốn diễn ra trong vùng biển quốc tế. Hiện vẫn còn tranh cãi về việc ai đã thực hiện cuộc tấn công diễn ra vào tháng 9 năm 2022 nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 và Nord Stream 2 ở biển Baltic. Nhiều chính phủ châu Âu nghi ngờ Nga, Moscow đổ lỗi cho Washington và các đồng minh, trong khi Ukraine bác liên quan đến các cuộc tấn công. Tháng 9 năm 2022, Thụy Điển và Đan Mạch phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm thì nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Các nhà chức trách Nga, Mỹ và EU cho biết, những đoạn rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream. Thời gian qua, thì đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng leo thang giữa châu Âu và Nga, vốn là một trong những nguyên nhân khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt, gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn của phương Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong ngày 27 tháng 2, sẽ triệu tập 4 lãnh đạo quốc hội nhằm gây sức ép thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh chính phủ đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần cuối tuần này. Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc họp bao gồm lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số Thượng viện McConnell, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffrey. Cuối tuần trước, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã đích thân gọi điện cho ông Mike Johnson để vận động Hạ viện đưa dự luật ra thông qua. Ông Jake Sullivan cho rằng, đa số cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong Hạ viện đang sẵn sàng thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine nếu được đưa ra bỏ phiếu và quyết định này phụ thuộc vào một người. Đó chính là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Trước đó, thì ông Mike Johnson bắn tín hiệu rằng sẽ không đưa dự luật về gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ của Thượng viện, bao gồm 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine ra bỏ phiếu, nếu không đề cập đến vấn đề an ninh biên giới của Mỹ. Ông này cho biết sẽ không vội vàng giải quyết vấn đề này, bất chấp áp lực của các bên. Trong một diễn biến khác, chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này nếu các bên không thông qua được một thỏa thuận chi tiêu cho một số cơ quan vì mâu thuẫn về các vấn đề chính sách. Giới chuyên gia cho rằng, Quốc hội Mỹ đang ngày càng hỗn loạn và có thể khiến nước Mỹ phải đối mặt với nhiều nguy cơ khủng hoảng. Tổng thống Zelensky mới đây đã ra tuyên bố kêu gọi quân đội Ukraine và các đối tác quốc tế phải tiếp tục đấu tranh để tái khôi phục quyền kiểm soát bán đảo Crimea vốn sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố hôm 26 tháng 2 của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm đánh dấu một thập kỷ Nga kiểm soát bán đảo Crimea nằm ở Biển Đen. Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky đã kêu gọi các đối tác của Ukraine đấu tranh để đổi mới hoàn toàn luật pháp quốc tế. Chúng ta có thể kết thúc xung đột theo các điều kiện của Ukraine. Chúng ta có thể lấy lại đất đai và người dân của mình. Nhưng để điều này xảy ra, chúng ta phải chiến đấu, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Trong thời gian qua, Ukraine cho biết nước này sẽ chiến đấu để khôi phục lại các đường biên giới năm 1991, bao gồm bán đảo Crimea. Kiev cũng đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao nhằm đưa ra một kế hoạch hòa bình, trong đó có việc Nga sẽ rút toàn bộ quân. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh, mọi ý tưởng đàm phán hòa bình mà không có Nga tham gia là vô lý, và bất kỳ giải pháp nào kết thúc cuộc xung đột cũng sẽ phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ.
liên quan tới việc bốn khu vực Zaporizhia, Kherson, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga vào cuối năm 2022, cũng như bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Hôm 26 tháng 2, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Slovakia, Thủ tướng Robert Fico cho biết, một số thành viên trong Liên minh quân sự NATO và Liên minh châu Âu EU đang cân nhắc điều binh sĩ tới Ukraine theo các thỏa thuận song phương. Tuyên bố này được đưa ra trước khi ông Fico cùng khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Âu tham dự một cuộc họp ở Paris vào cuối cùng ngày. Tuy nhiên, ông Fico không đưa ra thông tin chi tiết. Các nhà lãnh đạo châu Âu chưa đưa ra bình luận về thông tin mà Thủ tướng Slovakia công bố. NATO cũng chưa lên tiếng bình luận. Tôi sẽ chỉ nói rằng, những luận điểm này để chuẩn bị cho cuộc họp ở Paris ám chỉ một số quốc gia thành viên NATO và EU đang xem xét điều quân tới Ukraine trên cơ sở song phương. Tôi không thể nói vì mục đích là gì và họ làm gì ở đó, ông Fico nhấn mạnh. Slovakia là một thành viên của EU và NATO, sẽ không gửi binh lính đến Ukraine. Ông Fico nói thêm, bản thân nhận thấy nguy cơ lớn leo thang xung đột ở Ukraine, nhưng không thể tiết lộ thêm thông tin. Khi được yêu cầu đưa ra lời bình luận, Thủ tướng Séc cho hay, Cộng hòa Séc chắc chắn không chuẩn bị gửi bất kỳ binh sĩ nào tới Ukraine. Không ai phải lo lắng về điều này. Các thành viên NATO đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và đạn dược cho Kiev, cũng như đang huấn luyện cho các lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo NATO, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden đều cho biết, Liên minh quân sự muốn tránh xung đột trực tiếp với Nga, bởi điều này có thể dẫn đến cuộc chiến toàn cầu. Nga ngày 25 tháng 2 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa HIMARS của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đã bắn trúng hệ thống phòng không của Nga. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành theo nhiều hướng khác nhau, gồm Avdiivka, Zaporizhia và Kupiansk. Nga cũng tấn công trạm tác chiến điện tử, kho đạn dược và các cơ sở khác của Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn nhiều tên lửa HIMARS, máy bay không người lái, cũng như những tên lửa mà Ukraine phóng qua vùng Biển Đen. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Lực lượng không quân Ukraine và các đơn vị tên lửa cũng tiến hành tấn công binh sĩ, thiết bị, hệ thống phòng không và các cơ sở khác của Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết tình hình tiền tuyến đang rất phức tạp. Mọi báo cáo đều chỉ ra rằng tình hình đang vô cùng phức tạp, chúng ta cần phải giữ vững được vị trí ở mọi mặt trận trước sức ép ngày càng gia tăng của đối phương. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ, họ vẫn dũng cảm giữ vững phòng tuyến, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, ông Syrsky nói. Tình hình tại tiền tuyến Ukraine đang vô cùng căng thẳng khi Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka ở vùng Donetsk. Theo giới chức Ukraine, Moscow đang tiếp tục gia tăng sức ép ở mọi khu vực dọc theo tiền tuyến nhằm giành thêm nhiều lợi thế. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26 tháng 2 đã ký sắc lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này. Sắc lệnh được đưa ra nhằm khôi phục các quân khu Moscow và Leningrad. Theo đài Reuters, sắc lệnh của Tổng thống Putin tái lập các quân khu Moscow và Leningrad không còn tồn tại từ lâu, cũng như đưa bốn khu vực mà Nga đơn phương sáp nhập vào Ukraine vào quân khu phía Nam. Sắc lệnh của Tổng thống Putin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Các tài liệu liên quan được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga cùng ngày 26 tháng 2. Như vậy, theo sự phân chia này, Nga sẽ không còn quân khu miền Tây, mà thay vào đó là hai quân khu mới. Các quân khu miền Trung và miền Đông vẫn giữ nguyên ranh giới. Sắc lệnh bãi bỏ quân khu phía Tây và Bộ Tư lệnh Chiến lược Trung hạm đội phương Bắc thường được gọi là quân khu phía Bắc hoặc quân đội Bắc Cực. Quân khu phía Tây có trụ sở chính tại Saint Petersburg, được thành lập vào năm 2010 trong quá trình sáp nhập tại các quận Moscow và Leningrad, với quân đội Bắc Cực trở thành một thực thể riêng biệt vào năm 2014. Đài Reuters cho rằng, nhu cầu tái lập các quân khu Moscow và Leningrad được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra vào lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2022. Vào thời điểm đó, ông Shoigu cho rằng, động thái này là cần thiết để chống lại những thách thức mới mà Nga đang phải đối mặt. Cụ thể là việc mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm Phần Lan và Thụy Điển. Phát biểu trong cuộc họp quốc phòng hồi tháng 12 năm 2022, ông Shoigu mô tả
việc thành lập lực lượng tương ứng ở phía tây bắc nước Nga là một phản ứng thích hợp trước sự gia tăng của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Thank you.